Rồi, hành trình phượt khám phá cùng gia đình rồi tới Hobby TV. Wow, phía xa mình nhìn thấy là chân trời luôn nha. Ở dưới nhà thì nhìn nhỏ quá trời luôn nha. Đây, 360 độ cho mọi người cùng nhìn nha. Đây là cái đường chạy xe lên đỉnh núi Bà Đen, 360 độ. Gia đình Gato Hobby TV hiện tại đang đứng đây là cái vị trí đường chạy xe lên đỉnh núi Bà Đen nha. Mình nhìn nè, đó, xung quanh. À, hôm trước là mình làm cái phần 1 là đường chạy xe lên đỉnh núi từ đường DT785 chạy vô tới cái trạm gác. Nhưng mà cái trạm gác á là chỉ dành cho xe nội bộ. Xe nội bộ đó người ta sẽ chở đất đá xi măng, rất là nhiều vật liệu để lên xây tượng bà. Đó, nè mẹ cây đi hương đang thấy nè. Ở đây rất là nhiều xài rừng nha. À, cái hướng này là đang chạy lên dốc nè. Đó, đi lên ngay sau lưng của tượng núi Bà Đen nha. Bây giờ gia đình Happy sẽ khám phá phần thứ hai là phần tiếp theo cho mọi người thấy cái con đường đi lên đỉnh núi như thế nào nha. Phượt khám phá chi tiết từ thung lũng Ma Thiên Lãnh đi lên nha. Gia đình Gato Hobby TV đang ở đây là đường xe chạy lên đỉnh núi Bà Đen nha. Wow, đúng rồi, cái đoạn này người ta sợ đá nó rớt xuống người ta bọc kẽm lại cho nên nó lăn ra nè. Đây là cái video phần 2 tiếp theo phần trước nha. Phần trước là gia đình Happy đang tới cái chỗ lính gác cách đây 2 tháng, nhưng bây giờ gia đình Happy làm thêm cái phần tiếp theo nha. Tức là bây giờ gia đình Happy sẽ gửi cái xe, sau đó phượt đi bộ lên khám phá cho mọi người thấy nha. Ở đây thì xe thì không có cho người ta chạy lên tiếp được, do bây giờ còn đang xây dựng, chỉ dành cho nội bộ thôi. Bây giờ gia đình Happy xin review phượt khám phá cho mọi người cái phần tiếp theo nha. Đang thở hổn hển là nãy giờ leo núi để vượt qua tới chỗ đoạn này nè. Thở quá trời luôn. Chương trình phượt khám phá miền quê Tây Ninh. Ở đây phía trước mình nhìn thấy à, cái đoạn cua này nó rất là gắt nha, nên người ta làm một cái kiến chỗ này cho xe chạy lên. Nhìn thấy có xe phía trước chạy xuống không nè. Đây, đó, cái đoạn cua gắt lắm nha, mọi người nhìn thấy nè. Wow, ở đây là xài rừng rất là nhiều luôn nha. Rồi, góc khám phá miền quê Tây Ninh. Rồi, mẹ Candy Hương đang đi lên nè. So với đi hôm trước phượt 1500 bậc thang thì cái này như thế nào? Đi cái này đỡ mệt hơn. À, đỡ mệt hơn nha. Ở đây mình nhìn thấy nè. Wow, toàn cảnh 360 độ cho mọi người nhìn nha. Bây giờ mình đang đi lên dốc nè. Nãy giờ mình đi là tầm khoảng gần 1 cây số từ cái điểm bảo vệ nha. Thì do cái đường này nội bộ thôi, hai xe tránh nhau được, chỉ dành để người ta vận chuyển đất đá với lại vật liệu lên để người ta xây tượng, xây ở trên đỉnh núi Bà Đen á. Do hiện tại là còn đang xây dựng nên chưa cho đi đường này nha. Cái đường này chỉ dùng cho nội bộ thôi nên mình không có được chạy xe lên đây nha. Còn cái hiện tại là gia đình Happy gửi xe ở dưới chân núi
và phượt để mà khám phá cái đường này nha. Nên cái đường này là đường chạy xe lên đỉnh núi, nhưng mà hiện tại là chỉ có thể là du khách là phượt bằng đường bộ thôi, chứ chưa cho chạy xe lên nha. À, đúng rồi, tại vì hôm trước cái video lần trước á, mình khám phá đường lên đỉnh núi Bà Đen đó, thì mình chạy từ đầu quẹo vô thung lũng Ma Thiên Lãnh thì tới cái trạm gác á, mình quay lại là cách đây 2 tháng nha. Thì bây giờ mình muốn khám phá tiếp theo coi cái đường nó như thế nào. Hôm nay mẹ Candy Hương rủ đi khám phá, nên mình sẽ chia sẻ cái góc khám phá dành cho mọi người khi mà phượt cái đường này nó như thế nào nha. Cái độ rộng chắc cũng tầm gần 10 mét nha, mỗi bên 4 mét cộng cái lề nữa, gần 10 mét nha. Có cái trụ an toàn hai bên này ha. Bên trái hồi nãy mình thấy là có rào những cái đoạn cho đá đừng có lăn nữa. Ở đây, ở đây là chuối người dân người ta trồng nha, gọi là chuối rừng, là khu vực này rừng, nhưng mà thật ra là người dân người ta trồng, người ta thu hoạch nha, nên không có tự hái nha mọi người ơi. Ở đây nè, đó người ta dằn lại để làm đường này nha, mình nhìn thấy nè, cho đất đá với lại cát nó đừng có trôi, nếu nó trôi là con đường này nó sẽ bị trôi luôn. Tại mình đang ở đây là lưng chừng núi nha, lưng chừng núi nè đó, lưng chừng núi đó, nên bởi vậy đó, để cho an toàn người ta sẽ rào cái lưới lại nè, rào cái lưới lại cho đất đá nó đừng có trôi. Mẹ Candy Hương thấy là đi nó dễ hơn đi phượt đường bộ. Các bạn tìm một cái video hôm trước là gia đình Happy phượt bằng đường bộ á, hôm đó phượt là 1.500 bậc, rồi rất là khỏe luôn. Nhưng mà đi bằng cái đường này thì nó đỡ hơn, nhưng mà cái đường này thì nó dài hơn nha mọi người. Đó, ở dưới nó có cái nhà máy đó, cái đoạn đó là mình chạy xe, mình thấy đó đoạn đường dầu đó, là cái đường đó đi vô Ma Thiên Lãnh nè. Bây giờ Ma Thiên Lãnh ở đây nè, thung lũng giữa 3 ngọn núi nha. Những cái đoạn mà cua gắt á, nó sẽ có cái biển cảnh báo ở đây nha. Bạn nào đi học bằng lái xe, bằng xe đi hiểu liền à. Đó. Hai bên là có rất là nhiều cây chuối nè, với lại cây xoài, chuối với xoài nha. Nãy giờ đang nghe thở hổn hển là do mình đang đi lên dốc nha, mọi người thông cảm nha, nghe cái tiếng thở chứ không phải ấy. Nghe tiếng thở nghe dốc là mình đang đi lên dốc á. Ok, rồi hành trình phượt khám phá cùng gia đình GTO Hobby TV. Wow, phía xa mình nhìn thấy là chân trời luôn nha. Ở dưới nhà thì nhìn nhỏ quá trời luôn nha. Đây, 360 độ cho mọi người cùng nhìn nha. Đây là cái đường chạy xe lên đỉnh núi Bà Đen, 360 độ. Hôm nay ba và mẹ Happy khám phá đường chạy xe lên đỉnh núi Bà Đen. Cái phần 1 á, hôm trước, 2 tháng trước là mình chạy xe bằng đường xe chạy tới cái trạm gác ngay Ma Thiên Lãnh. Thì mình lúc đó thì trạm gác người ta đóng cửa không cho đi, mình quay lại. Bây giờ 2 tháng sau, ba mẹ Happy quay lại, return quay lại. Kỳ này mình gửi xe và mình đi bộ nha. Hai vợ chồng mình sẽ khám phá cho mọi người xem cái đường chạy xe lên đỉnh núi, mẹ Candy Hương đang kêu kìa, là chi tiết như thế nào nha, phượt khám phá. Bên trái thì có rất là nhiều đá nha, cái đoạn nào mà nguy hiểm á, người ta sẽ rào lại, giống như đầu video mình thấy á, người ta sẽ rào lại, đan lưới sắt lại.
Đây, ở đây là cái view rất là đẹp nè. Mình đang nhìn xuống. Đó, chia sẻ cái view đẹp cho mọi người nha. Rồi, các bạn thấy thích cái hành trình khám phá của gia đình Happy, nhớ đăng ký ủng hộ gia đình Happy một like nha. Mẹ Candy Hương đang bắn tim kìa. Wow, đúng rồi. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ hành trình khám phá mỗi ngày cùng gia đình Happy nha. Wow, thì bây giờ review xung quanh. Cái chủ đạo khu vực này á là chuối nha, với xoài. Chuối với xoài này không phải tự mọc nha, là người dân xung quanh đây người ta trồng. Thỉnh thoảng có những chiếc xe người ta chạy lên là người ta chăm bón rồi người ta thu hoạch đó nha. Ok, nó có xe người ta đi thu hoạch đó, người ta mới chạy ngang đó. Ở đây mình nhìn thấy xoài rừng quá trời nè. À, bây giờ mình coi coi cái vị trí cột mốc mình đang đứng còn cách đỉnh núi bao nhiêu xa nha. Mẹ Candy Hương chia sẻ nè. Wow, ở đây cách cái đỉnh nó rất là gần, nhưng mà mình đi theo cái đường zigzag. Đầu tiên là qua cái đỉnh núi nhỏ, sau đó mình mới đi qua cái đỉnh núi Bà Đen. Thì từ vị trí này nếu đi theo cái đường xe chạy á thì 9 cây số lận nha. Mình review trực tiếp nè, cái vị trí đang đứng của mình là cái cột mốc. Từ đây chạy lên là 9 cây số nha. 9 cây số nữa. Cái vị trí mình đang đứng nè. Còn ở đây cách Ma Thiên Lãnh là 1 cây số nha. Đây, cách Ma Thiên Lãnh 1 cây số nè. Nè, mình dễ nhìn ha, 1 cây số nè ha, Ma Thiên Lãnh nha. Cái cột mốc vị trí mình đang đứng ở đây nè. Cái hướng này là đi về Ma Thiên Lãnh nha, là 1 cây số nha. Còn cái hướng này bây giờ nếu mà mình đi hoài luôn theo cái đường này là đi lên đỉnh núi, là 9 cây số nha. Ở đây người ta rào đá lại để cho đất đá nó đừng có trôi nha. Đây nè, mình nhìn thấy là có đan lưới sắt nè ha, cho nó đừng có trôi. Ở đây có làm cái đường cống thoát nước luôn nè ha. Đường cống thoát nước nè, hai bên. Cái độ rộng này tầm 10 mét cho hai xe tránh nhau nha. Nếu mà có cái đoạn cua á thì mình thấy nó có cái bảng thông báo nè, để nếu mà hai xe, một xe đang xuống một xe đang lên, người ta nhìn người ta có thể lúc này người ta để ý giảm tốc độ này nha. Cái đoạn cua phía trước nó rất là gắt. Đúng rồi, ở đây là cây xoài nha, bông xoài nè, xoài non này. Xoài non, bông xoài. Cái cây này là sắp ra trái thôi. À, có xe người ta lên chăm bón ở đây nè. Ok, đường chạy xe lên đỉnh núi Bà Đen. Wow, cái cua này nó rất là gắt nên nó có cái kiến này nha. Đó, để đây có thể nhìn thấy gương cầu. Đó, ở đây nè, người ta chạy xe lên người ta sẽ nhìn cái kiến, người ta thấy nha, để né nhau. Chứ ở đây đâu có biển báo giao thông đâu, đường nội bộ thôi. Nè, ở đây mình thấy có nhiều cái trái nè, mình nhìn thấy nè, nó có cái thương hiệu luôn. Người ta lên người ta chăm bón, người ta bọc lại đó, cái xoài đó. Đó, xoài thương hiệu ở núi Bà Đen nè, có thương hiệu người ta bọc lại đó. Đến ngày thu hoạch thì người ta lên thu hoạch nha. Đang thu hoạch luôn hả? Mọi người đến đây là đừng có bẻ ra, người ta trồng. Cái xài này là người ta trồng đó nha. Có một anh kêu, ảnh kêu đang thu hoạch luôn nè, ảnh đang ở dưới có tiếng. Đang thu hoạch luôn. À, à, vậy là chiếc xe đang dựng ở đó là của anh đó hả? À, chiếc xe đang dựng rồi của ảnh nha, ảnh đang thu hoạch luôn. Rồi, thôi chào anh nha. Dạ, dạ đúng rồi, đi tham quan. À,
Ở đây mình nhìn thấy được thành phố Tây Ninh rồi nha. Tại sao mình nhìn thấy nè? À, đây, ngay cái tay mình cái hướng nè, cái tòa nhà Vincom, cái vợ chỗ có chỗ tòa nhà Vincom nè, đằng đó nha. Đâu? Chùa Tòa Thánh hả? À, ở đây mình nhìn thấy chùa Tòa Thánh luôn nè. Đây, chùa Tòa Thánh có chút chiếu ngay cái hướng tay mình luôn nè. Do mình nhìn thấy hai cái đỉnh tháp chùa, cái thánh thất chùa Tòa Thánh, còn cái đó là thành phố Tây Ninh. À, không, cái đó là cái thánh thất của một chi nhánh của chùa Tòa Thánh thôi. Cái chùa Tòa Thánh này nó ở gần thành phố Tây Ninh luôn. À, ok, đó là cái thánh thất mà giống chùa Tòa Thánh nhưng mà một chi nhánh thôi. Rồi, ở đây mình nhìn thấy nè. À, cái đường này là cái đường đi vô khu Thạnh Tân nè, xã Thạnh Lợi nè. Dạ đúng rồi, cái đường này xe chạy tới đỉnh mà mới nhìn thấy có 9 cây lận. Phượt này đi bộ 9 cây là xa lắm luôn á. Đâu? Đang rung rung lãnh hái hả? Rồi, thôi đi tiếp nè. À, có 9 cây số à. Rồi. Gia đình Happy tiếp tục nè, phần tiếp tục nè. Hồi nãy giờ mới đi ngang qua chỗ kia là miếu ông Hổ nha. Ở dưới đó là hồ Mai Thiên Lãnh nha. Đây cái trái gì lạ quá. Cái trái gì lạ quá à. Để nhìn thử. Có ai biết trái gì không, có thể bình luận giùm mình nha. Lạ quá, không biết trái gì luôn. Cái này là trái rừng nha. À, đúng rồi, ở đây người ta rào mấy cái này bo lại hết, tại vì thường có thể sợ là đá lăn này nọ nó hư đường. Hôm nay mẹ Candy Hương phượt cũng là bằng đi bộ, nhưng mà cái đường này là đường chạy xe lên đỉnh núi Bà Đen nha. Cái trái nãy nhìn giống như là trái sung mà không biết phải trái sung không. Gần giống nha. Nó là lạ. Đây, cái view phía trước mọi người đang nhìn thấy là thành phố Tây Ninh nha. Thành phố Tây Ninh. Đây, mình nhìn thấy được cả tòa Vincom luôn nha. Thành phố Tây Ninh. Ở đây có cái bò. Cái bò này rất là cong luôn nha. Ở đây nhìn phía dưới này, chiếc container nhìn nó còn có chút chiếu à. Phượt khám phá cùng gia đình Gà Tối Happy TV. Cái dốc này hơi cao ha. Đúng rồi, mẹ trên đây Hương. Dốc này hơi cao nha. Đây, quay lại sau lưng cho mọi người nhìn. Qua bên trái nhìn thấy cái độ giống như là chân trời á, nhìn đẹp lắm, đẹp vô cùng luôn nha. Nãy giờ mình mới đi được có khoảng 1/5 thôi nha. Ở đây, ở đây là núi heo nha. Cái vị trí mình đang đứng nó gọi là núi heo nha. Núi heo. À, mình chưa được đi qua tới núi Bà Đen đâu. Cái đường vòng này là từ núi heo. Cái đỉnh này là đỉnh núi heo nha. Núi heo. Cái đường cong này là xuất phát từ Ma Thiên Lãnh, là giữa núi Phụng, núi heo và núi Bà. Bây giờ là tới cái phần đỉnh của núi heo thôi nha. À, đúng rồi nè, bên kia mới là đỉnh núi Bà Đen đó. Đỉnh núi Bà Đen bên kia nha. Bây giờ mình mới đang ở đây là đỉnh núi heo thôi. Mình chưa có đi vô khu vực của núi Bà Đen đâu nha. Cái đoạn này là cái đoạn người ta làm cái đoạn zigzag.
từ núi heo sang nha. Từ Ma Thiên Lãnh mình đi vòng một cái đường rất là zig zag lên tới đỉnh núi heo, là từ đỉnh núi heo mình mới đi zig zag đi vòng qua sau lưng tượng Phật ở đỉnh núi Bà Đen nha. Nó là cái con đường để người ta mang đất đá vật liệu lên để thi công ở đỉnh núi Bà Đen nha. Rồi. Gia đình Tháp Bi đang đứng đây là đỉnh núi heo, ngay tại cái đường chạy xe lên đỉnh núi Bà Đen nha. Mẹ cây đi hương kêu đẹp quá nè. Wow, cái cây này á giống như cái thời của gì Đinh Bộ Lĩnh đó nha. À, rất là đẹp nha. Nhưng mà thời Đinh Bộ Lĩnh là cái cây cao hơn nhiều. Rồi. Mua nước ở dưới chân núi trước chứ giờ này xung quanh không có ai buôn bán gì ở đây hết luôn nha. Đây. Từ view này là từ đỉnh núi heo này ha. Từ đỉnh núi heo nhìn xung quanh 360 độ cho mọi người cùng nhìn này nha. Đó. Còn phía trước này là đỉnh núi Bà Đen. Đường chạy xe lên đỉnh núi Bà Đen mới nhất 2023 nha. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ theo dõi hành trình khám phá của gia đình GTOP BTV nha. Cái vị trí bây giờ đang ở là lưng chừng đường đi, mới được có 1/5 đường thôi nha. Nhưng mà đang đây là đỉnh núi heo. Wow. Bây giờ ngay cái hõm núi à, mình nhìn thấy rất là nhiều đá tự nhiên nhìn đẹp lắm nha. Đây. Kỳ quan thiên nhiên đẹp lắm luôn nha. Thở hổn hển luôn. Rồi, gia đình Happy còn cách núi Bà Đen 8 cây số nha. Thì từ đây đi xuống dưới đây 2 cây số là Ma Thiên Lãnh nha. 2 cây số là Ma Thiên Lãnh. Và 8 cây số nữa là lên đỉnh núi Bà Đen nha. Rồi, ở đây cũng có cái kiến để né xe nè. Hôm nay gia đình Happy phượt khám phá, chia sẻ từng chi tiết cho mọi người nha. Phía trước có mẹ Candy Hương đang đi rồi kìa. Mẹ Candy Hương khỏe quá, đi trước ba Happy luôn. Bên trái mình nhìn thấy rất là nhiều chuối nè. Ở đây xoài người ta ra bông rất là nhiều rồi nha. Wow. Đường chạy xe lên đỉnh núi Bà Đen. Mà xách xuống thì hơi mỏi nha. Wow. Xoài chua. À,
Xoài này là người dân người ta trồng này nghe mọi người, chứ không phải tự mọc lên nha. Ảnh đang đi thu hoạch. Dạ, đang đi thu hoạch đây nè. Ủa là nếu mà mình thu hoạch vậy là mình được tự chạy lên, người ta không không có cấm chạy phải không anh? À, dân rẫy là được đi lên bình thường. À, hèn chi. Không. À, xe tải đâu dám chở đâu. À, đây là ảnh thu hoạch nè, ảnh là chủ đất ở đây nè. Chủ đất anh được chạy xe lên để anh thu hoạch, anh trồng. À. À. Ok. Đây, rào lại cho đá đừng có lăn nha. Từ vị trí này thì còn lên chển là 8 cây số nha. Nhưng mà đi theo đường vòng cung thì còn xa lắm nha. Xài. Xài anh chủ đất anh trồng nè, có bọc kỹ càng luôn nè. Góc khám phá dành cho mọi người nha. Tức là xung quanh cái đường chạy xe lên đỉnh núi có gì. Ở đây có bọc lại nè. Đó, người ta bọc lại hết để dành người ta thu hoạch nè nha. Wow. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem hành trình khám phá của gia đình Gà Tốt Hobby TV nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ. Ủng hộ gia đình Gà Tốt Hobby TV. Like, share và comment ủng hộ gia đình Gà Tốt Hobby TV nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở video khám phá tiếp theo nha.